Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của thần bí học. Thần bí học là gì? Một người tìm kiếm bằng cách chiêm nghiệm và tự đầu hàng để đạt được sự thống nhất với hoặc hấp thụ vào thần thánh hay đấng tuyệt đối, hoặc người tin vào sự hiểu biết tâm linh về những chân lý vượt quá trí tuệ. Một nhà huyền bí tâm linh là gì? Thuyết thần bí là một phần đặc biệt chú trọng của tâm linh. Các nhà thần bí là một người nhằm mục đích tin tưởng vào việc đạt được công đoàn như vậy. Trong hình thức tâm linh cổ điển của nó, đó là một cuộc hành trình anh hùng và những nỗ lực dũng cảm là cần thiết để đi vào con đường. Thần bí trong tôn giáo là gì? Thuyết thần bí, việc thực hành các hiện tượng sinh thái tôn giáo, trải nghiệm tôn giáo trong các trạng thái thay thế của ý thức, cùng với bất kỳ hệ tư tưởng, đạo đức, nghi lễ, thần thoại, truyền thuyết và ma thuật nào có thể liên quan đến chúng. Ví dụ về chủ nghĩa thần bí là gì? Chủ nghĩa thần bí là niềm tin tâm linh, nói rằng mối liên hệ có thể đạt được với Chúa hoặc các linh hồn thông qua các suy nghĩ và thiền định. Một ví dụ về thuyết thần bí là tin rằng có thể tạo ra mối liên hệ trực tiếp với Chúa thông qua việc ngồi và suy nghĩ. Mục tiêu của một nhà thuyền bí là gì? Phần lớn các nhà thuyền bí tham gia vào việc được một bộ kỹ năng giúp họ có tầm nhìn, trải nghiệm thống nhất, trạng thái sở hữu v.v. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, mục đích của thực hành thần bí là tạo ra sự biến đổi cá nhân. Một người chữa bệnh thần bí là gì? Những người chữa bệnh thần bí đóng vai trò linh mục, nhân viên xã hội, bạn bè và cố vấn, nhà tâm lý học, bác sĩ tâm thần và nhà từ thiện hoặc các cộng đồng Himalaya truyền thống, và họ tìm kiếm nơi ẩn náu trong lĩnh vực siêu việt của thế giới siêu nhiên. Cơ đốc nhân có thể là nhà thần bí không? Thuyết thần bí là ý nghĩa về số hình thức liên hệ và thần thánh hoặc siêu việt. Thường được hiểu theo truyền thống cơ đốc giáo là liên quan đến sự kết hợp với Chúa. Thần bí đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử tôn giáo cơ đốc và nổi lên như một hình ảnh hưởng sống động trong thời hiện đại. Một nhà thần bí hiện đại là gì? Sách hướng dẫn về bí thần đại giúp những người tìm kiếm tâm linh tương đại, điều chỉnh nhận thức trực quan, phong phú về thế giới xung quanh, điều cuối cùng dẫn đến sự bình yên và hạnh phúc. Nhà thần bí hiện đại, người tìm kiếm tâm linh đương thời, luôn tìm cách nâng cao và mở rộng ý thức của mình. Nhà thần bí tôn giáo là gì? Chủ nghĩa thần bí cơ đốc đề cập đến các thực hành và lý thuyết thần bí bên trong cơ đốc giáo. Họ nằm trong khoảng từ tầm nhìn ngây ngất của một linh hồn huyền bí hiếp nhất và Thiên Chúa. Con người đạt được những phẩm chất của Thiên Chúa và ở Eastern Orthodox thần học để chiêm nghiệm cầu nguyện đơn giản của Kinh Thánh. Thuật ngữ thần bí được liên kết nhiều nhất với điều gì? Thuyết thần huyền bí là hiện thực các hiện tượng sinh thái tôn giáo, trải nghiệm tôn giáo trong các trạng thái thay thế của ý thức, cùng với bất kỳ hệ tư tưởng, đạo đức, nghi lễ, thần thoại, truyền thuyết và ma thuật nào có thể liên quan đến chúng. Thuật ngữ chủ nghĩa thần bí có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại với nhiều ý nghĩa được xác định về mặt lịch sử. Kinh nghiệm thần bí nghĩa là gì? Thuật ngữ kinh nghiệm thần bí đã trở thành đồng nghĩa với các thuật ngữ kinh nghiệm tôn giáo, kinh nghiệm tâm linh và kinh nghiệm thiêng liêng. Một tôn giáo kinh nghiệm là một chủ kinh nghiệm có được giải thích trong một khuôn khổ tôn giáo. Chủ nghĩa thần bí có phải là triết học không? Một trong những khuynh hướng chính của triết học tôn giáo Ấn Độ là chủ nghĩa thần bí, trong khi một số nhà thần bí duy lý coi tự nhiên như một mục đích chiêm nghiệm, thì đối với những người khác,
việc chiêm ngưỡng thiên nhiên là một nguồn sáng suốt liên quan đến người tạo ra nó. Thần bí có phải là cốt lõi của kinh nghiệm tôn giáo không? Kinh nghiệm tôn giáo cũng cần được phân biệt với kinh nghiệm thần bí. Mặc dù rõ ràng là một mối quan hệ chặt chẽ giữa hai điều này, mà những trải nghiệm thần bí là những trải nghiệm tôn giáo. Nhưng không phải mọi trải nghiệm tôn giáo đều đủ tiêu chuẩn là thần bí. Từ thần bí đã được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Cơ đốc nhân có thể là nhà thần bí không? Thuyết thần bí là ý nghĩa về một số hình thức liên hệ với thần thánh hoặc siêu việt. Thường được hiểu theo truyền thống cơ đốc giáo là liên quan đến sự kết hợp với Chúa. Thần bí đóng vai trò quan trọng trong lịch sử tôn giáo cơ đốc và nổi lên như một ảnh hưởng sống động trong thời hiện đại. Những nhà thần bí làm gì? Một số nhà thần bí cho rằng tâm linh tồn tại bên trong thế giới của tri giác thông thường, nhưng những người khác lại coi thế giới tri giác là ảo ảnh và gán thực tại chỉ cho linh hồn. Các nhà thần bí không chỉ cảm thấy rằng họ đã trải qua một chiều không gian ẩn dấu của thực tại, họ thường tìm cách phù hợp với nó. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.